Hi, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ làm món rau mồng tơi xào tỏi nha các bạn. Thì để làm cái món này thì các bạn chuẩn bị cho mình một bó mồng tơi cái này nha các bạn. Và một ít tỏi băm nha các bạn. Thì cái món này nấu nó cho ngày hè thì nó rất là mát nha các bạn. Để trước tiên làm món này thì mình sẽ lặt cái phần mồng tơi này ra ha. Mồng tơi sau khi mình lặt xong rồi các bạn, mình sẽ rửa với một nước muối nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây một ít muối để mình rửa nha các bạn. Cho nó sạch mồng tơi ha. Mình rửa nhẹ nhẹ để mồng tơi nó không có bị mềm nữa các bạn ha. Sau đó mình bớt ra để mình rửa lại hai nước nữa ha các bạn ha. Và mình cũng đã rửa xong cái phần mồng tơi ha các bạn ha. Thì giờ mình để mồng tơi cho nó thật là ráo để mình xào á thì nó không có ra nước quá nhiều ha các bạn ha. Sau đó các bạn mở lửa lớn và mình cho một ít dầu ăn vào ha. Chén đều ra nè. Bạn cho hết phần tỏi đập dẹp vào để mình phi thơm ha. Sau đó mình sẽ cho hết cái phần rau mồng tơi vào để mình xào nha. Mình trộn đều lên cho rau mồng tơi nó xìu xuống nha các bạn. Mình sẽ nêm vào đây một ít bột ngọt nha. Một ít đường. Và một ít muối nha các bạn. Và cho vào một ít tiêu xay nha các bạn. Và các bạn đảo đều lên cho gia vị nó đều nha các bạn.
Và như vậy thì mình sẽ tắt bếp nha các bạn ha, không có để mồng tơi nó quá bấy ha. Và mình đã thực hiện xong món rau mồng tơi xào tỏi nha các bạn. Món ăn nấu rất là nhanh và rất là ngon nha các bạn. Nhìn mồng tơi rất là xanh và ngon, tỏi thì rất là thơm luôn. Và mình xin kết thúc video tại đây ha. Nếu các bạn thấy video mình chia sẻ bổ ích, nhớ like, share và đăng ký kênh, nhớ nhấn chuông để nhận thông báo từ Combo Món Ăn nha các bạn. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Tạm biệt.